sai lầm trong cuộc đời của anh, một cái sai lầm mà em nhận ra là em đã sai lầm như thế nào khi mà em luôn luôn lấy tiêu chuẩn của bản thân ra để mà áp dụng lên người khác. Là anh tiếp xúc với Gen Z, anh cảm thấy như thế nào? Anh thấy không có gì khác với tất cả mọi người anh tiếp xúc hết á. Bởi vì thậm chí là anh còn không biết là bạn nào trong ekip của anh là Gen Z luôn nữa. Bởi vì anh, cơ bản anh không thấy có gì khác biệt cả. Còn cái câu hỏi em đặt cho anh á, là có thấy mấy bạn Gen Z thế này, thế nọ, thế kia hay không á, thì anh đang có cảm giác là có vẻ như mọi người đang có cái quy chụp gì đó với Gen Z không? Thông qua một vài những cái clip viral từ một hoặc hai bạn Gen Z nào đó vô tình tạo thành một cái quy chụp là tất cả mọi người Gen Z đều như thế. Bữa vừa rồi trong một cái buổi cũng như thế này, cũng có một cái câu hỏi tương tự như vậy với anh về Gen Z. Thì anh chỉ hỏi là mình đã có làm những cái thống kê với những con số có ý nghĩa thật sự để mình kết luận được rằng Gen Z có những vấn đề đó hay không, hay chúng ta chỉ đang đánh giá và quy chụp Gen Z thông qua một hoặc hai cá nhân mà nổi cộm thông qua mạng xã hội thôi. Mà anh nói thiệt nha, cái thời của tụi anh bằng tuổi tụi em á, hên là không có mạng xã hội, chứ nếu không thì anh chính là cái người trong clip đó được viral khắp cả mọi nơi rồi. Vậy thì anh cảm thấy thế hệ nào hay gen nào cũng sẽ có người có vấn đề, và cũng sẽ có vô vàn những cái người bình thường khác không có vấn đề gì cả. Mà kể cả những cái bạn trong cái clip của Gen Z mà mình đang phê phán á, anh xem clip đó xong anh cũng không dám bình phẩm luôn. Bởi vì anh nói thiệt là mình không biết được câu chuyện chính xác xung quanh xảy ra bạn là cái gì, mình không có quyền phê bình hay nhận xét điều đó đúng hay sai. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ dựa vào một số những thứ lan truyền trên truyền thông hay mạng xã hội để quy chụp về Gen Z, thì đối với anh cái điều đó nó không có ý nghĩa và nó không chính đáng. Bởi vì chúng ta không có đủ số liệu có ý nghĩa thống kê để quyết định cái điều đó. Còn anh, thực tế anh làm việc với tất cả mọi người Gen Z, tới bây giờ chưa có cái ai có cái tôi lớn hơn anh. Cho nên anh cảm thấy không có vấn đề gì cả. Lỡ biết đâu là chỉ vì lý do là anh, vì là anh là người có cái tôi lớn nhất rồi nên anh không có cảm nhận được cái điều đó. Nhưng mà đối với những người cái tôi của họ nhỏ hơn thì họ lại cảm thấy là các bạn Gen Z có cái tôi quá lớn so với những gì mà các bạn đang có thì sao? Ê, mình bị lầm nha. Nếu anh có cái tôi mà quá lớn, lớn tới mức mà anh tôn sùng cái tôi của mình, thì là tất cả những cái bạn kia chỉ cần mà chểnh choảng chút xíu, chỉ cần thái độ chút xíu là anh bụp liền rồi. Nhưng với một cái người mà có cái tôi khủng khiếp như anh mà anh còn cảm thấy mấy bạn không có vấn đề gì, thì anh đang nghĩ là mấy bạn không có vấn đề gì thiệt. Qua những gì anh Tiến chia sẻ thì anh cũng chia sẻ thêm nữa là sai lầm trong cuộc đời của anh, một cái sai lầm mà em nhận ra là em đã sai lầm như thế nào khi mà em luôn luôn lấy tiêu chuẩn của bản thân ra để mà áp dụng lên người khác. Em có một người em gái ruột, và từ nhỏ đến lớn thì cô ấy chỉ dường như là một cái bóng mờ nhạt ở bên cạnh em vậy. Em lúc nào cũng là đứa con nổi bật nhất trong nhà, trong dòng họ, học giỏi nhất, rồi tất cả mọi thứ em làm đều đứng nhất cả. Và em xem chuyện đó là chuyện nghiễm nhiên, và em nghĩ rằng ai cũng phải làm được cái việc đó cả, nó quá đơn giản. Nhưng không, đam mê của cô ấy là gì? Là dancer, là nhảy múa, là được sống với lại những cái điều mình thích chứ không phải là những cái mà em thích. Nhưng mà em không nghĩ đến chuyện đó, tại vì đôi khi em nghĩ là em muốn tốt cho bạn ấy cũng giống như em vậy đó. Đôi khi em nghĩ là em muốn tốt cho khách hàng, mà thật sự là họ có cần cái điều đó không? Vì em quá thương em gái mình và em muốn bảo bọc nó, nên lúc nào em cũng khắc khe với nó cả. Nên là em lấy cái tiêu chuẩn của em là em bắt nó phải làm được như em bắt nó phải thế này kia, vô tình tạo ra một cái áp lực cũng như là một cái khoảng cách giữa hai anh em. Vì quá bảo bọc em gái nên em không muốn cô ấy đi làm gì cả. Có những khi mà nhận được job quay quảng cáo hay là cái gì đó mà người ta book qua em gái em đi quay, xem hỏi là đi quay đó được bao nhiêu tiền, rồi phải ngâm nước dưới nước 30 tiếng đồng hồ mà chỉ được như đó hả, thôi nghỉ đi anh ở nhà, khỏi phải làm, anh hai cho tiền, kiểu vậy. Tại vì em không muốn cô khổ cực. Nhưng mà đôi khi hành động đó của em lại em cảm thấy em sai lầm rất là lớn, nghĩa là em luôn luôn bắt em gái em phải thế này thế kia mà chưa một lần thấu hiểu để cho em gái em sống cuộc đời của mình ấy. Rồi bây giờ còn cái câu hỏi overthinking của bạn đó kia đối với em về vấn đề overthinking là cũng vì em suy nghĩ quá nhiều đó anh. Em suy nghĩ cho người ta quá nhiều nên dẫn đến là anh em tuy là sống chung với nhau nhưng mà không có được tiếng nói chung, và còn rất là nhiều cái điều khác nữa. Bây giờ mình nói đơn cử như cái việc overthinking sẽ làm cho mình để lại hậu quả với mình nè. Đầu tiên đó là mất ngủ. Mất ngủ thì sao? Dẫn tới sức khỏe giảm sút, suy giảm trí nhớ, rụng tóc, rồi đau dạ dày, rất là nhiều thứ về sức khỏe nữa.
đúng không? Cái thứ hai nữa là sẽ làm cho mình dễ lầm đường lạc lối và đưa ra những cái quyết định sai lầm. Em đã từng là một người như vậy, có nghĩa là chỉ vì suy nghĩ cho người ta quá nhiều, lo cho người ta quá nhiều mà đôi khi là không cần thiết. Mình nên quan tâm đến cảm xúc của mình. Tại vì vốn mình không thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người á, nên mình làm hài lòng mình trước đã. Nhưng điều đó không có nghĩa là em phủ nhận tất cả mọi thứ khác, hay là em phản ứng tiêu cực lại với tất cả những thứ mà làm không làm em hài lòng. Tại vì chắc chắn ngoài kia còn rất nhiều thứ sẽ không làm em hài lòng. Nếu em có như vậy, cảm xúc tiêu cực đó sẽ khiến cho em rất là mệt mỏi. Tại vì khi mà em giận một ai đó, em bực dọc về một ai đó, thì cái người đầu tiên chịu cái cảm giác đó là chính mình. Chứ họ không có phải là mình, họ không có hiểu được, họ không feeling được điều đó đâu. Vậy mình làm vậy làm cái gì? Nó đâu có giá trị gì đâu. Tại vì cuộc đời anh cũng xảy ra nhiều chuyện á, chắc mọi người cũng biết là nhiều scandal này kia, đôi khi là những cái chuyện kinh trời rơi xuống thôi, mình cũng không có thể nào mà kiểm soát hết được. Vì vậy nên là em đã nhận ra rằng là em nên học cách chấp nhận những cái điều đến với mình. Nếu đã không thể thay đổi nó thì tốt hơn là em hãy học cách chấp nhận.